cha, vị thủ sĩ, vị ban hành giáo, vị chức và toàn thể quý vị khách quý, anh em chúc vui mừng bổn mạng đại đoàn Đa Minh. Xin trân trọng kính mời quý khách vui lòng bước vào trong sảnh liền để chúng con để đón tiếp một cách trọng thể hơn. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị, và sau đây là chương trình mừng liên hoan với hội thánh, thánh nhân thành lập dòng giảng thuyết còn gọi là dòng Đa Minh vào ngày 22 tháng 10 năm 1216. Ngài được Chúa gọi về năm 1221 và được phong điển thánh năm 1234. Và trong tâm tình đó, chúng con xin mời quý cha và quý cư sĩ và toàn thể quý vị xin hãy chúc mừng các đoàn Đa Minh một tràng vỗ tay thật lớn được quý vị. Và chúng con xin được trân trọng kính mời cha Giuse Chánh Sứ có đôi lời huấn từ và xin mời cha lọc phép của anh cho chúng con trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời cha. Và xin mời quý vị hãy cùng chúng con hân hoan chào mừng lời huấn từ của cha Chánh Sứ Giuse. Một chào vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Chúa xin Chúa chúc lành cho chúng con và những của anh này do lòng rộng rãi của Chúa thương ban cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nào ta chung cùng Chúa. Kính chúc cha và con và thánh thần, amen. Kính chúc chúng ta có một bữa ăn tiệc vui và ngon. Xin cảm ơn các bạn. Trọng kính cha Chánh Sứ Giuse, cha giáo Đa Minh, quý thầy sứ, kính thưa quý thường vụ ban hành giáo, quý chức đại diện các giáo họ, quý đại diện các ban ngành đoàn thể, quý vị đại diện ban chỉ sự các giới, quý vị ân nhân, quý vị đại diện các gia đình cao viên, quý anh chị cựu cao viên. Hòa với niềm vui chung của toàn thể giáo hội trong ngày mừng kính thánh Đa Minh, chúng con rất vui mừng và phấn khởi khi được cha Chánh Sứ Giuse và ban hành giáo cho phép chúng con được tổ chức mừng lễ kính thánh bổ mạng. Vì thánh mà chúng con luôn noi gương và cầu xin sự bảo trợ của Ngài trên suốt con đường dấn thân phục vụ. Trong suốt một năm phục vụ vừa qua, nhờ ơn Chúa và ơn Thánh Quan Thầy cầu thay nguyện giúp, chúng con đã nỗ lực hy sinh để chu toàn việc phục vụ thánh nhạc trong các thánh lễ và các công tác khác do giáo xứ giao cho. Tuy nhiên, với những bộn bề lo toan của cuộc sống, cũng có những lúc chúng con vẫn chưa chu toàn việc bổn phận của mình. Xin cha và toàn thể quý vị thông cảm bỏ qua những sai sót của chúng con. Và để bước vào một năm phục vụ mới, chúng con xin cha và toàn thể quý vị tiếp tục thêm lời cầu nguyện và luôn đồng hành với chúng con, để chúng con biết đem lời ca tiếng hát của mình hát lên những bài nhạc thánh, giúp cho đời sống đức tin của mỗi người chúng con và của cộng đoàn mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn như lòng Chúa mong ước. Chúng con xin gửi lời cảm ơn cha Xứ Giuse và quý thầy sứ đã hướng dẫn cầu nguyện cho các đoàn chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban tràn đầy ơn thánh cho cha và quý thầy, để cha và quý thầy luôn là những vị mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Chúng con xin cảm ơn quý thường vụ ban hành giáo, quý vị đại diện các ban ngành đoàn thể các giới đã luôn đồng hành và hỗ trợ chúng con
trong công tác dấn thân phục vụ. Nguyện xin mẹ hằng cứu giúp, luôn che chở phù trì cho quý vị, để quý vị có thể chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã trao gửi cho quý vị. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý gia đình ca viên, các anh chị cựu ca viên và các vị ân nhân gần xa đã luôn cầu nguyện hy sinh quảng đại và giúp đỡ chúng tôi cả về tinh thần cũng như vật chất để các đoàn có được những điều kiện tốt nhất trong việc phục vụ. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn đong đầy phúc lộc xuống cho quý vị. Cuối cùng, con xin thay lời cho toàn thể anh chị em ca viên, xin được gửi lời chào chúc bình an của Thiên Chúa đến với cha xứ, cha giáo Giuse, quý thầy xứ và toàn thể quý vị. Nguyện xin Thánh Quan Thầy Đa Minh luôn cầu thay nguyện giúp cho cha và mọi người được luôn tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa, để mỗi người chúng ta biết noi gương Thánh Đa Minh, ra đi dấn thân phục vụ, đem hạt giống tin mừng đến cho muôn người. Một lần nữa, các đoàn chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân cha Chánh Xứ Giuse, cha giáo Đa Minh, quý thầy xứ và toàn thể quý vị. Xin cảm ơn lời phát biểu của kính thưa cha Chánh Xứ Giuse, kính thưa cha giáo Đa Minh, kính thưa quý thầy xứ cùng toàn thể quý vị. Con xin được báo cáo ngắn gọn tình hình sinh hoạt của ca đoàn Đa Minh Cha Xứ Vĩnh Tâm năm 2018-2019. Hiện tại tổng số ca viên của ca đoàn Đa Minh là 65 và có tăng trưởng nhẹ so với năm 2018, đó là 7 anh chị ca viên mới. Và trong năm 2019 này thì chúng con có hát lễ 88 buổi, có hát lễ 205 buổi và tập hát 88 buổi. Tỷ lệ sinh hoạt của ca đoàn Đa Minh chúng con là 61%. Trong năm 2019 này, chúng con có đi làm việc bác ái ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, và số tiền thì chúng con quyên góp cho các em là 15 triệu. Trong quá trình hoạt động thì chúng con có những anh chị ca viên đã sinh hoạt và có sự siêng năng gần như tuyệt đối. Thì sau đây con xin đọc tên danh sách những anh chị có tỷ lệ sinh hoạt cao nhất. Em xin mời các anh chị có tên, chúng ta bước lên nào. Sau đây là danh sách những ca viên xuất sắc. Thứ nhất, chị Teresa Nguyễn Thị Thùy Hương. Thứ hai, chị Anna Trần Thị Mộc Loan. Thứ ba, chị Teresa Trần Thị Tâm. Thứ tư, chị Maria Bùi Thị Ngọc Trâm. Thứ năm, chị Anna Phạm Thị Dung. Xin kính mời các chị có tên, chị bước lên. Con xin mời Tránh lên phát phần thưởng giúp con. Dạ, con xin cảm ơn ông Tránh. Và sau đây là danh sách các anh chị trong ban chuyên môn. Thứ nhất, mời anh Doan Batista Nguyễn Mạnh Tường. Thứ hai, anh Martino Nguyễn Vương Quỳnh Long. Thứ ba, anh Doan Batista Nguyễn Hoàng Minh Nhật. Thứ tư, anh Giuse Lê Hữu Tài. Thứ năm, anh Hoa Lô Vũ Phúc. Thứ sáu, anh Doan Bosco Nguyễn Vũ Phú Sơn. Và thứ bảy là anh Giuse Trần Kim Quang.
Mời các anh có tên, nhân dân bước lên. Con xin kính mời cha chánh xứ Giuse lên phát bình thử cho các anh trong ban chuyên môn. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các anh trong ban chuyên môn. Con xin cảm ơn cha chánh xứ. Xin cảm ơn lời phát biểu của anh Paulo Phạm Thành Danh. Kính thưa quý vị, âm nhạc dùng để diễn tả tâm tư tình cảm của con người. Và trong ngày hôm nay chúng con rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị qua những bản thanh ca mà quý vị gửi tặng. Và để mở đầu cho chương trình, chúng con xin mời quý vị chào đón và biểu diễn của ban nhạc ca đoàn Darling.
cảm ơn phần hòa tấu thật đặc sắc của ban nhạc ca đoàn Đam Minh. Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình, chúng ta xin mời quý vị thưởng thức một ca khúc để ấp những tự tình được mang tên Cho Con Thấy Chúa, một sáng tác của Sơn Hiền Hòa. Và với ca khúc này, xin mời quý vị hãy cùng chúng con chào đón tiếng hát của chị Bích Trang. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta gặp những khó khăn, chúng ta thường mất lòng tin nơi Chúa. Và trong những lúc ấy, chúng ta hãy bám lấy Chúa và liên lỉ cầu nguyện cùng Ngài. Và trong tâm tình đó, chúng con xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Cho Con Thấy Chúa, một sáng tác của nhà sơ Hiền Hòa. Và với ca khúc này, chúng con xin mời quý vị chào mừng tiếng hát của chị Bích Trang. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho chị Bích Trang.
Cảm ơn lòng yêu thương của quý vị. Và xin mời quý vị, những tâm hồn âm nhạc hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa cho chị Bích Trang. Xin cảm ơn quý vị. Và tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Mạnh Tường, Phó Nội lên chúc mừng quan thầy cha giáo Đào Minh, thầy sứ Đào Minh, anh Quang Đức. Xin trân trọng kính mời anh. Và xin mời quý vị mến tặng lời phát biểu của anh Nguyễn Mạnh Tường một tràng vỗ tay thật lớn từ quý vị. Vâng, kính thưa cha chánh xứ, kính thưa cha giáo Đoàn Minh, kính thưa quý chức ban hành giáo, các ban ngành đoàn thể và toàn thể quý khách. Lời đầu tiên con xin được đại diện cho ca đoàn Đa Minh một lần nữa xin cảm ơn quý cha, quý chức cùng tất cả quý khách đã vì tình thương mến đến với ca đoàn Đa Minh chúng con trong bữa tiệc liên hoan hôm nay. Xin kính chúc cha và quý thầy cùng quý chức và quý khách luôn mạnh khỏe. Kính thưa quý cha, ngày hôm nay đây chúng con mừng kính Thánh Đa Minh là quan thầy của ca đoàn, và chúng con niềm vui của chúng con được nhân đôi nhân ba vì trong bữa tiệc liên hoan hôm nay chúng con được diễn túc mừng kính Thánh Đa Minh với cha giáo Đa Minh. Con xin mời cha giáo Đa Minh đã. Con mời cha lên đây, cha làm lễ xong rồi cứ phải đứng ở dưới. Vâng, và một lần nữa con cũng xin kính mời thầy sứ Đa Minh. Và trong anh em chúng con có một ca viên cũng có quan thầy là Đa Minh. Xin mời anh Đức. Kính thưa cha, kính thưa thầy và với người anh em của chúng con, ngày hôm nay giáo hội hân hoan mừng kính Thánh Đa Minh, chúng con rất vui, rất hân hạnh, rất hạnh phúc được nhận Thánh Đa Minh là quan thầy. Và chúng con không ngờ là trong bữa tiệc liên hoan của chúng con hôm nay lại được gặp gỡ cha giáo và thầy, cũng có quan thầy Đa Minh cùng với anh Đức, người anh em của chúng con. Chúng con đầu tiên xin được chúc mừng cha, thầy sứ và người anh em trong dịp bổn mạng hôm nay. Chúng con xin với Thánh Phụ Đa Minh trong cuộc sống của cha, của thầy cũng và người anh em, xin Thánh Đa Minh luôn đồng hành, xin Thánh Đa Minh luôn cầu bầu cùng Chúa để trong cuộc sống, trong bước đường, trong bước đường của cha, của thầy và của người anh em luôn luôn được ơn Chúa dồi dào, được sức khỏe, sức hồn, được sức chúng ta của cha thầy, trong người anh em mình luôn luôn gặt hái được thành quả tốt nhất, đưa các linh hồn về với Chúa, cũng như là luôn luôn được mạnh khỏe để cùng với chúng con, cùng với giáo xứ trong bước đường phục vụ. Con xin chúc mừng, và trong tâm tình đó chúng con có món quà nhỏ gửi đến cha, đến thầy cùng với người anh em.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Cường rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán màu da, nhưng âm nhạc thì không, âm nhạc giúp chúng ta gần nhau hơn và yêu thương nhau hơn, phải không thưa quý vị? À, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm ngoại quốc được mang tên Chiều Đó Hoa Hồng. Và với ca khúc này, chúng con xin mời quý vị đón tiếp phần biểu diễn của ban nhạc ca đoàn Đa Minh. Và tiếp mục tiếp theo, xin mời anh Quốc Dũng vui lòng chuẩn bị. Thank you.
Cảm ơn phần biểu diễn thuật xuất sắc của ban nhạc và đoàn Đam Minh, và xin cảm ơn lòng yêu thương quý vị. Tiếp nối chương trình, chúng con xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Khúc Cảm Tạ, một sáng tác của nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ. Và theo lời nhạc sĩ nói, ông sáng tác ca khúc này vào mùa Noel năm 1990. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc này qua tiếng hát của anh Quốc Dũng. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho anh Quốc Dũng. Xin cảm ơn quý vị. Và tiếp mục tiếp theo, xin mời anh Trần Quang vui lòng chuẩn bị. Oh,
đến đời người. Ngài vẫn yêu con trong người, Ngài vẫn yêu con trong người, dẫu cho tên là ta biến thế. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi ơn được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường. Trong suốt cuộc đời sáng tác của cha sáng tác khoảng trên 4.000 bài thánh ca. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một ca khúc của cha được mang tên Chúa Ngôn Lòng. Với ca khúc này, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chúng con chào mừng tiếng hát của anh Văn Hiếu. Xin cảm ơn những chào mừng kinh lệ của quý vị thật nhiều. Và tiếp mục tiếp theo xin mời chị Thủy với làm chủ tịch. Vâng, kính chào quý cha, quý thầy, Thượng vụ Ban Hành Giáo, quý chức. Lời đầu tiên con xin gửi đến toàn thể quý vị khách quý có một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Thank you.
hiếu và xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị thật nhiều. Và để lan trải cho dòng đam mê âm nhạc bất tận này, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Bóng Mát Che Đầu, một sáng tác của nhạc sĩ Francisco. Và với ca khúc này, xin mời quý vị đón tiếp tiếng hát của chị Thủy. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho tiếng hát chị Thủy, thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Và tiếp một tiếp theo, xin mời anh Phi Hùng vui lòng chuẩn bị. À, xin mời chị Thủy ạ. À, và trong khi chờ đợi chị Thủy, vâng, xin mời chị. Và xin mời quý vị, đặc biệt là ca đoàn Đăng Minh, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho tiếng hát của chị Thủy. Xin cảm ơn quý vị. Quý cha, quý chức và toàn thể quý vị và khách có mặt tại buổi hôm nay, lời chúc sức khỏe và lời chào thân tình nhất. Vâng, và để tiếp nối trong chương trình ngày bổng mẹ của chúng con hôm nay, vâng, hai chị em con xin gửi đến nhạc phẩm ca vang tình Chúa, xin quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
của hai chị và xin cảm ơn lòng yêu mến của quý vị. Và tiếp nối chương trình, chúng con xin được trân trọng kính mời cha Chánh xứ Du Xe. Và trong ngày hôm nay cha sẽ gửi đến quý vị những ca khúc mà cha yêu thích nhất. Xin mời quý vị hãy cùng chúng con chào mừng những món quà tinh thần của cha Chánh xứ Du Xe. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Và tiếp mục tiếp theo xin mời anh Phi Hùng vui lòng chuẩn bị. Xin đã gửi đến cộng đoàn bài hát Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai của Cherokee như là một tâm tình gửi gắm để tặng cha giáo Đa Minh cũng như thầy Đa Minh cũng như tất cả mọi người để chúng ta gắn bó với Chúa nhiều hơn. Đời con bình an.
con hăng say bước lên đường, hoàn tâm khúc hát của tình thương. Quý vị cùng đến với một chuyện tình bất tử giữa Thiên Chúa và loài người qua nhạc phẩm ca vang tình yêu Chúa, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Mạnh Hoàng. Và với ca khúc này, xin mời quý vị chào đón tiếng hát của anh Vi Hùng. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho anh Vi Hùng thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị và tiếp một tiếp theo xin mời anh Đức Hiệp vui lòng chuẩn bị. Vâng, và để giúp vui chương trình, trước tiên con xin kính chào cha, kính chào quý thầy và kính chào quý khách. Xin kính chúc quý cha và quý khách có một ngày vui cùng các đàn đam mê chúng con thật là vui vẻ trong buổi tối hôm nay. Con xin cảm ơn. Trong trái tim ngài, ta mang tình
trong phút nơi ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song, Ngài là lẽ sống cho ta chân tìm đến xuôi. Miệng con không ngớt ca khen tình thương Chúa thôi, để sao cho xứng thiên ân mà Chúa đã ban. Nguyện lên khúc hát tri ân vòng mãi thiên thu, tâm dương Ngài nguồn sống đời con đã cho con tình yêu cao quý. Nguyện đem tâm trí xây đời bằng hết trái tim, và đem thương mến xóa tan thù oán kết nhau, để tình yêu Chúa lan tràn vào khắp dương gian, để con đường người sống bình an biết yêu thương chia sẻ ân tình. Cho dù ở khắp mọi nơi, Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song, Ngài là lẽ sống cho ta chân tìm đến xuôi nguồn, Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song, Ngài là lẽ sống cho sáng chân tìm hết xuôi. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn tiếng hát của anh Tinh Hùng. Và xin quý vị cảm mến tặng tiếng hát của anh Tinh Hùng một tràng vỗ tay thật lớn đó quý vị. Xin cảm ơn quý vị, và tiếp nối chương trình chúng con xin mời quý vị thưởng thức một bài thánh ca có những giai điệu thật bình dị và ca từ dễ nhớ, chính vì thế dễ đi vào lòng người. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Con Rơm Chúa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Xigo. Và với ca khúc này xin mời quý vị chào mừng tiếng hát của anh Đức Hiểu. Và tiếp mục tiếp theo xin mời chị Thảo Yến, kim ca viên ca đoàn Đam Minh vui lòng chuẩn bị. Chúa tôi bờ vai ngấn đồng nặng chiều.
yếu bao ngày, còn dần chưa đôi chân này đi tìm hạnh phúc biết mai. Trời đất mãi luôn vần xoay, và cuộc sống muôn trên từng ngày. Lấy đôi mắt trong lên ngài, vì nỗi buồn làm con chưa lớn, khi đau sẽ bành môi, những lần gục ngã trong người. Chào một tay thân lớn thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị và tiếp nối chương trình xin mời quý vị chào mừng tiếng hát của chị Thảo Yến, cựu cao viên ca đoàn Đam Minh. Và trong ngày vui hôm nay, chị sẽ gửi đến quý vị một món quà tinh thần qua nhạc phẩm Bờ Đá Xanh Tạ Tội, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Vi Hạ. Xin một chào một tay thân lớn nữa chào đón tiếng hát của chị Thảo Yến. Người đầu tiên con biết xin là kính gửi đến quý cha, quý thầy giáo và tất cả cộng đoàn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thank you.
Xin cảm ơn bạn hợp ca của
chị Thảo Yến và anh Cử rất nhiều. Và xin cảm ơn những chào mừng của quý vị. Kính thưa quý vị, những sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Di không chỉ là phong phú nền thánh nhạc Việt Nam mà còn thúc đẩy đời sống phục vụ, đời sống thức tin của người Công giáo. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Cho Con Vững Tin, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy. Và với ca khúc này, xin mời quý vị chào đón tiếng hát của anh Đình Phương. Và tiếp một chút theo, xin mời anh Quốc Hải vui lòng chuẩn bị. Và khép lại chương trình, xin mời chị Tuyền vui lòng chuẩn bị. Xin một chào một tay thật lớn chào đón tiếng hát của anh Đình Phương. Con hãy biết niềm tin không ngừng bay.
con luôn cần đến Chúa được vui ra. Chào mọi người thật lớn một hợp ca này thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị và xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm mang nhiều cung bậc cảm xúc được mang tên Lặng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tuấn. Và với ca khúc này xin mời quý vị chào đón tiếng hát của anh Đoàn Trưởng Quốc Hải. Và kết thúc chương trình xin mời chị Tuyền vui lòng chuẩn bị.
cho tâm hồn ta lặng để nghe Chúa nói. Thấy rằng ta đã hiền lành, lặng để nghe Chúa nói. Không khi ta vô tình quay đi, nhiều khi vẫn ghi ơn Chúa trên bao ngày qua. Để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta, lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn cả khổ đau, lặng để ta thấy Chúa sớm chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên con có hay đau ngài ơi. Vì sao Chúa ơi, ngài đành mặc bỏ con tại sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sầu vương vơ. Vì sao Chúa ơi, lặng nhìn và muốn con lặng nghe. Nhận bao hy sinh, đau thương như Chúa. Nhận bao hy sinh, đau thương như Chúa xin cảm ơn tiếng hát thật ấm áp và truyền cảm của anh Quốc.